Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã tín nhiệm kênh YouTube của tôi, nhất là cái mục về tư vấn pháp luật. Thì hôm nay tiếp tục trong cái mục tư vấn pháp luật và nói về vấn đề sổ đỏ. Thì tôi đã kiểm tra lại, đúng là trong cái video clip với cái chủ đề 185 tôi đã nói về giấy tờ viết tay trước năm 1993 thì sẽ được cấp sổ đỏ. Đấy, thì hôm nay thì trong cái video clip này thì tiếp tục giới thiệu cũng gần như là cái luật mới để các bạn rõ hơn, tức là để được cấp sổ đỏ với cái việc mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay thì chúng ta phải thực hiện như thế nào. Thì đó là bốn cái bước mà cho những ai đã mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay cần phải làm để được cấp sổ đỏ từ năm 2024 trở đi, tức là từ 1 tháng 7, tức là chỉ một tháng nữa thôi. Đó là gì? Thì chúng ta phải hiểu theo quy định, muốn cấp được sổ đỏ thì trong trường hợp mua bán giấy tờ viết tay thì cần phải có đủ các cái bước này. Đó là gì? Thì chúng ta phải hiểu như này: mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay là gì? Thì mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay là một cái thỏa thuận dân sự giữa hai bên mua và bên bán, không có sự xác nhận của chính quyền địa phương và cơ quan văn phòng luật. Đấy. Bởi vậy, trong nhiều tình huống sẽ không đảm bảo được cái tính pháp lý của giao dịch mua bán nhà đất. Thì đồng thời nó sẽ không được cấp sổ đỏ. Đấy. Tuy nhiên, trong một số tình huống thì việc mua bán nhà đất vẫn có thể tiến hành làm sổ đỏ được, nhất là theo cái quy định của luật đất đai sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 đấy. Thì những người mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay muốn được cấp sổ đỏ thì chúng ta phải chú ý làm đầy đủ bốn cái bước sau đây. Thì đó là những bước nào? Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng thủ tục cấp sổ đỏ cho giấy tờ viết tay ấy, thì đã được pháp luật quy định trong cái khoản 1 điều 82 nghị định 43 năm 2014 NĐ-CP. Đấy, và được sửa đổi bởi cái khoản 54 điều 2 nghị định 01 năm 2017 NĐ-CP. Thì người sử dụng đất được mua tặng cho bằng giấy viết tay thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ mà không phải làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng khi thuộc một trong hai trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 82 tại nghị định 43 2014 NĐ-CP, tức là đang căn cứ theo các cái luật đất đai cũ đấy. Thì nó như thế này, đó là gì? Ai mà mua bán bằng giấy tờ viết tay thì sẽ được cấp sổ đỏ. Thì chúng ta phải hiểu rằng các cái đối tượng như này: một, đó là đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008. Đấy, trường hợp thứ hai là đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 và có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 100 luật đất đai cũ, tức là luật đất đai 2013 và có hiệu lực từ năm 2014 ấy, và điều 18 nghị định 43 năm 2014 NĐ-CP. Đấy. Thì có hai cái đối tượng như vậy, thì theo đó thủ tục cấp sổ đỏ đối với đất mua bán bằng cái giấy tờ viết tay thì được thực hiện theo quy định tại điều 70 nghị định 43 2014. Đấy, tức là hướng dẫn thực hiện thi hành luật đất đai năm 2013 luật cũ đấy. Thì tất nhiên nó cũng tương tự như cái luật mới bây giờ thôi. Thì bốn cái bước như sau này, chúng ta chú ý này. Bước 1 là nộp hồ sơ. Thì có trường hợp 1 ấy, là các cá nhân và hộ gia đình nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu. Đấy. Và trường hợp thứ hai là cá nhân hộ gia đình không nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất thì địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa. Đấy. Là địa phương mà chưa thành lập một cái bộ phận một cửa ấy, thì
thì nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đất đai, tức là cái chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu chưa có chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Đấy là bước 1. Bước thứ 2 là tiếp nhận hồ sơ. Thì trong trường hợp nhận hồ sơ mà chưa đầy đủ ấy, chưa nộp lệ phí, thì trong thời gian tối đa là 3 ngày, cơ quan tiếp nhận ấy, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Đấy. Thì sau khi nhận đủ hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Đấy là bước thứ 2. Và bước thứ 3 là giải quyết hồ sơ. Thì trong giai đoạn này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, thì người nộp hồ sơ theo đúng số tiền thời hạn như thông báo và lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận giấy chứng nhận, tức là sổ đỏ đấy. Và bước thứ 4 là trả kết quả. Thì giấy chứng nhận sẽ được trao cho người dân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong thủ tục các bạn nhé. Và thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ đối với đất mua bằng giấy viết tay là bao lâu? Thì căn cứ theo cái quy định tại điều 61 nghị định 43/2014 NĐ-CP thì được sửa đổi bởi khoản 40 điều 2 nghị định 01/2017 NĐ-CP thì thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ đối với đất mua bằng giấy viết tay được xác định như sau này, là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được tăng thêm 10 ngày. Đấy, như vậy là thành 40 ngày. Nói chung trong toàn quốc là như vậy. Thì như vậy thì tôi đã giới thiệu với các bạn là 4 cái bước đối với những người đã thực hiện mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay. Đấy là theo cái luật cũ và theo cái nghị định hướng dẫn theo cái luật cũ đấy. Còn luật mới mà có hiệu lực từ mùng 1/7/2024 ấy, thì sẽ có cái hiệu lực thì sẽ có cái nghị định để hướng dẫn thực hiện cụ thể. Thì khi nào có thì sắp tới, trong vòng thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục truyền tải đến các bạn. Vâng, trong này thì nó có nhiều cái điều khoản, có số liệu, thì mong các bạn đăng ký làm hội viên của kênh và vào các video dành cho hội viên ở trong phần chú giải, thì tôi sẽ để đầy đủ các cái thông tin để các bạn dễ tra cứu và có thể đọc lại. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị các bạn, và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.